Theo thống kê của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ tử vong mẹ ở vùng dân tộc thiểu số có thể tăng lên 44-65%. Một trong những nguyên nhân là do giãn cách xã hội khiến việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản khó khăn hơn. Dự án các can thiệp đổi mới nhằm giảm tình trạng tử vong mẹ ở các vùng dân tộc thiểu số tại Việt Nam do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và sáng kiến toàn cầu MSD for Mother đã tập trung đầu tư phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe từ xa telehealth. Chăm sóc sức khỏe từ xa, tôi tin tưởng chắc chắn rằng đây là hướng đi đúng đắn trong việc cải thiện sức khỏe sinh sản của phụ nữ, vùng dân tộc thiểu số. Một trong những hợp phần quan trọng của dự án mà chúng tôi đang triển khai nhằm giảm tình trạng tử vong mẹ ở các vùng dân tộc thiểu số là cung cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ cho việc phát triển hệ thống telehealth để có thể tư vấn, can thiệp kịp thời với những trường hợp cần thiết, qua đó đảm bảo người dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế, kể cả trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Thì chúng tôi cho là cái chăm sóc sức khỏe từ xa này, thì chúng ta cũng là một trong những cái mà chúng ta cũng cần phải ứng dụng. Và đặc biệt hiện nay trong thời đại mà công nghệ 4.0 như vậy, các bạn trẻ thì rất thích, thì chúng ta cũng có thể dùng những cái hình thức mà thông qua các cái app đấy để các bạn trẻ có thể kết nối với nhau, để mà chia sẻ thông tin với nhau, rồi là cung cấp thông tin tới các cán bộ y tế, rồi cán bộ y tế cung cấp thông tin ngược lại cho các bạn trẻ biết được tình trạng sức khỏe của mình. Chúng tôi cho đấy là cái rất hay. Trong 3 năm kể từ 2021 tới 2024, 60 xã đặc biệt khó khăn của 6 tỉnh là Bắc Cạn, Sơn La, Lai Châu, Gia Lai, Đắk Nông và Kon Tum sẽ được cung cấp những cơ sở hạ tầng, thiết bị dùng trong chăm sóc sức khỏe từ xa. Trong đó có các ứng dụng điện thoại thông minh, sử dụng Internet để cải thiện cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục tại các vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, việc phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe từ xa tại các vùng miền núi dân tộc thiểu số cũng gặp không ít thách thức do vị trí địa lý xa xôi, khó tiếp cận, điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn. Hiện các chuyên gia đang tìm kiếm giải pháp cho các rào cản này. Việc triển khai hệ thống telehealth tại các vùng dân tộc thiểu số còn có những bất cập. Chẳng hạn như chuyến công tác Lai Châu vừa qua của tôi thấy rằng nhiều vùng rất xa xôi ở đó, người dân chưa tiếp cận được Internet. Tuy nhiên, có một gợi ý là tại trụ sở ủy ban xã thì hệ thống Wi-Fi khá ổn định, nên nếu người dân có nhu cầu tiếp cận tư vấn sức khỏe telehealth thì có thể đến đó để truy cập Internet khá dễ dàng. Tất nhiên thì đương nhiên là mỗi một cái can thiệp thì nó cũng sẽ có những cái khó khăn, những cái vướng mắc nhất định. Tôi ví dụ như là các bạn trẻ thì không phải là ai cũng được như là ai cũng sẵn sàng có điện thoại thông minh đâu. Thế rồi cái cách mà ngay cả cán bộ y tế chúng ta hoặc các bạn ở trên này, chúng ta thiết kế làm sao để mà nó có thể thu hút được các bạn trẻ là đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng là một cái cách tiếp cận. Thì chúng ta cũng phải học từ những cái đấy. Rõ ràng, việc phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa là giải pháp quan trọng có thể đảm bảo để người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản có chất lượng để giảm thiểu tỷ lệ tử vong mẹ, góp phần vào nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ bền vững của Việt Nam vào năm 2030.